Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Cuộc sống viên mãn của danh ca Hương Lan, cư ngụ 1.000 m2 tại Mỹ. Ở tuổi 66, danh ca Hương Lan có cuộc sống đầm ấm viên mãn bên gia đình tại Mỹ. Với giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, danh ca Hương Lan được mệnh danh là giọng ca bất hủ của dòng nhạc quê hương trữ tình. Tên tuổi của bà gắn liền với những bài hát vì tình yêu quê hương như Còn thương rau đắng mọc sau hè, Xa mưa giông, Em đi trên cỏ non. Hương Lan là trong những ca sĩ có nhiều bản thu âm nhất với hàng ngàn ca khúc được phát hành trong 60 năm ca hát. Không chỉ nổi tiếng ở hải ngoại mà còn trong nước, bà cũng được khán giả vô cùng yêu thích. Hương Lan cũng là thần tượng của nhiều ngôi sao đình đám như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Lễ Quyên. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên Hương Lan bộc bạch năng khiếu ca hát từ rất sớm. Từ nhỏ bà đã được mệnh danh là thần đồng âm nhạc khi tham gia nhiều vở cải lương bên các nghệ sĩ đình đám như. Tuy nhiên lúc đó sự nghiệp đang thăng hoa, Hương Lan gây tiếc nuối khi cùng chồng và thời điểm ấy là nghệ sĩ Chí Tâm sang Pháp sinh sống. Nhưng tưởng chừng cuộc sống ở trời Tây sẽ suôn sẻ, sung sướng hơn. Sau ngược lại, Hương Lan phải đối mặt với những ngày tháng khó khăn vì không có môi trường biểu diễn như trong nước. Tại Pháp, các hoạt động âm nhạc chỉ diễn ra theo từng mùa. Trong năm lễ phục sinh, không được xuống giọng ca, Em đi trên cỏ non phải làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Hương Lan từng phải bật xe lửa lên Paris để cuốn trò cho một công ty Việt Nam suốt 8 tiếng. Sau này bà chuyển qua làm cho một hàng kéo rồi lại xoay qua công việc thu ngân cho một siêu thị tại Pháp. Cuộc sống khó khăn khiến hôn nhân của Hương Lan và Chí Tâm dần rạn nứt. Sau 2 năm tuyệt vật ở Pháp, họ chia tay nhau, Hương Lan nhẫn nuôi 2 con. Trở lại cuộc sống độc thân, nữ danh ca tập trung ca hát. Đến năm 1988, bà tái hôn với kỹ sư cơ khí hàng không Đặng Quốc Toán. Ở Mỹ sau một thời gian dài tìm hiểu, dù đến với nhau khi đều đã trải qua một lần đò có con riêng, nhưng cuộc sống hôn nhân của Hương Lan và chồng vẫn khá êm đềm. Nữ danh ca kế ông xã từng không thích âm nhạc, không thích nghe vợ hát, nhưng với tấm lòng đại lượng cùng tính tình chí chóm, sau này ông luôn tạo ra mọi điều kiện tốt để bà được duy trì đam mê. Ví như vào cuối tuần, khi Hương Lan đi hát phòng trà, chồng bà thường đi theo đón đưa, có khi bà phải đi xa. Có khi bà thường đi xa, ông thường tiền vợ ra phi trường rồi vì cùng đi học võ, đi hồ trượt nước. Tuy vậy Hương Lan cùng tâm sự, ông xã không phải là người hoàn hảo, ông cùng cổ lục bay bướm, nhưng với các con bà, ông luôn là người cha tốt, dù không phải cha ruột, nhưng ông luôn yêu thương chăm sóc các con riêng của Hương Lan như con ruột. Hương Lan cùng ông xã hiện đang sống tại căn nhà 1.000 m2 tại bang California, Mỹ. Khi không đi diễn, bà dành thời gian để chăm sóc khu vườn rộng 500 m2 và nấu nướng cho chồng con. Hương Lan tiết lộ khu vườn do chính tay chồng thiết kế. Trong khu vườn, ông trồng rất nhiều loại hoa ăn quả, rau trái khác nhau, nhưng chủ yếu là các cây Việt Nam như bưởi, chuối, thanh long, vải thiều, xoài ối, liễu, na, xá, ngày cứu. Không chỉ trồng, vợ chồng Hương Lan còn nuôi gà chim chóc và bài trí nhiều tiểu cảnh mang đậm hồn dân tộc. Không chỉ trồng cây, vợ chồng Hương Lan còn nuôi gà chim chóc và bài trí nhiều tiểu cánh mang đậm nét hồn dân tộc. Nữ danh ca chia sẻ, tổ ấm của chúng tôi nhỏ bé nhưng rất là Việt Nam. Bên cạnh khu vườn đầy trái cây, ông xã Hương Lan còn thiết kế cho vợ một căn nhà nhỏ để lưu trữ băng đĩa. Đồ đi diễn của bà suốt những năm qua, đây được coi là gia tài của giọng ca Em đi trên cỏ non bởi lưu trữ rất nhiều kỷ niệm của bà. Được biết hai con trai của danh ca Hương Lan đều đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc. Con trai lớn của bà phục vụ trong quân đội, lấy vợ tiền lưu là người Mỹ, hiện sống cùng gia đình bà. Con thứ hai lấy vợ người Hàn Quốc là một bác sĩ nha khoa đã sống riêng. Ở tuổi 66, danh ca Hương Lan có cuộc sống đầm ấm viên mãn tại Mỹ.
Trên trang cá nhân, bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi diễn, hồi ngộ vui vẻ bên bạn bè nghệ sĩ. Nữ danh ca cùng xuất hiện trong nhiều clip trên YouTube của đồng nghiệp như Thủy Nga, Quang Lê. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.